sẽ làm vlog về múa lân cô đàn Lân Phước nghe đồ các bạn. Nếu mình nha, mình là sáu ảnh nha. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của ảnh nha. Mời các bạn đi theo mình nha. Are you listening? Damn. Vâng, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên đầu nhẹ nhất đấy, cho nó nhẹ nhất nha. Rồi. Vâng, lúc đầu mình sẽ lấy hai nhịp. Rồi. Nhịp 1 là khuỵu gối xuống. Rồi, thì khuỵu gối xuống. Một nửa thôi. Rồi. Thứ hai. Nhảy khuỵu giữa một nửa chân. Rồi. Búng lên cao. Rồi. Và lúc búng các bạn phải nín thở cho cơ thể nó nhẹ hơn và dễ đỡ hơn. Rồi. Các bạn nhá. Rồi. Ok, vô. Vô. Từ từ, từ từ, để hướng dẫn mấy bạn này, hướng dẫn. Rồi bắt đầu, bước đầu sao? Các bạn để ý kỹ nha, để cái chân kỹ nha. Rồi. Mình sẽ hướng dẫn thôi các bạn, kia tới chỗ này. Cầm thử cái cầm điện thoại giùm bạn ra, cầm điện thoại giùm bạn. Cầm điện thoại giùm anh nha. Rồi. Rồi. Các bạn kỹ các bạn. Rồi. Ai vậy kìa? Ông đi em ra coi. Chạy anh ta, vô. Đó, lên đầu. Các bạn thấy rất là nhẹ đúng không các bạn? Lên đầu là phải cười nha. Cười cho người ta biết mình không bao giờ mệt mỏi. Rồi. Thấy không? Đó. Thằng này rất nặng. Vô. Tuy thằng này rất là nặng nhưng mà mình phải vẫn cười lên. Rồi. Cho người ta biết là mình không bao giờ biết mệt mỏi. Rồi. Tâm ơi mà. Rồi. Rồi xuống nha. Rồi xuống. Xuống nào. Xuống rồi sao? Cách xuống sao? Cách xuống sao? Xuống sao nè. Cách xuống. Vâng, các bạn đang ngồi đầu. Cách xuống rất là dễ dàng. Bạn phải xuống bằng cái ngón chân. Mũi chân. Không, cái ngón chân cho đỡ đau chân và nhảy xuống dày. Đó. Cái mũi mẹ. Cái cách đó sẽ là rất là làm bạn đỡ đau hơn. Các bạn nhảy xuống dày. Cái xương có thể bạn sẽ bị gãy. Ok. Chặt khớp. Cũng là gãy xương. Chặt gãy. Ok các bạn nha. Rồi. Rồi đây là chỉ là mình hướng dẫn là cơ bản cho mấy bạn tham khảo thôi nha. Các anh em mà còn thích thì like nha. Thích thì like, không thích thì like nha. Rồi. Cứ bằng nha mọi người.